Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Auto 365 Cần Thơ nha. Hôm nay mình tiếp tục series nâng cấp ánh sáng nha. Trước mặt mọi người là một chiếc Legender đời 2020 ha. Fortuner Legender đời 2020 nha mọi người. Thì đèn trên cũng là bi ha. Bên cốt là bi nè. Còn pha sẽ là giá full LED ha. Thì cái đèn gầm của nó cũng là LED luôn nha. Nhưng mà ánh sáng thì không đáp ứng đủ nhu cầu của anh khách di chuyển trong đêm, nên là anh đổ thêm một bi gầm nữa, đổ lên thay thế bi gầm, đèn gầm thành cái đèn X-Line F10. Đây X-Line F10 phiên bản 2.0 anh thấy mọi người. Đây là gần đây X-Line F10 là phiên bản 2.0 anh là biện pháp giữ zin lại cho mọi người khi mà có cái đèn gầm hẹp như thế này ha. Đó, đèn gầm zin của Fortuner Legender khá là nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ánh sáng của cái đèn gầm nha. Đó, mọi người thấy không? Có một đường ngang thấy không? Mình tắt mở lại cho mọi người xem nha. Tắt nè, mở lại nè. Đó, mọi người thấy ha. Rất là mờ nha. Nên là anh khách ảnh muốn thay thế cái đèn gầm này thành cái đèn X-Line F10 phiên bản 2.0 in này để hỗ trợ mà khi mà di chuyển trong đêm nha. Rồi mọi người cùng chờ xem mình sau khi mình lắp cái bi F10 phiên bản 2.0 in cho xe Fortuner Legender này như thế nào nha. Rồi, và đây là sau khi mình đã hoàn thành lắp bi LED X-Line F10 phiên bản 2.0 in cho Legender là 2020 nha. Mình thấy không? Là không có chế gì hết nha mọi người. Nó sẽ sử dụng bát zin nha mọi người. Nó sẽ sử dụng cái bát, cái bộ bát của nó nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ánh sáng code của cái đèn X-Line F10 2.0 bên này ha. Đó, rất là sáng nha. Thì nhiệt màu hiện tại trên xe này anh khách đang chọn lắp là nhiệt màu 4300. Thì nhiệt màu này sẽ tích hợp cho đi cho những cung đường như là đường mưa nè, hoặc là sương mù nhẹ ha mọi người. Rất là sáng nha. Khi mình pha nó sẽ pha chung một lượt với đèn trên, mọi người thấy không? Đó, nó sẽ có cái tâm tròn ở giữa nè. Nó sẽ giúp cho chúng ta đi được xa, pha được xa hơn nè, bám đường hơn nha. Đó, mở lại. Đó, nó sẽ sáng hơn cái đèn trên nha. Nếu mà nhiệt màu 5500 thì nó sẽ sáng màu sáng trắng nha mọi người. Còn này 4300 nó sẽ hơi vàng nhẹ, giống như màu vàng nắng vậy đó. Công suất code của nó sẽ là 35W và pha là 40W nha mọi người. Thấy không? Được cắt rất là nét nha. Đèn rất là sáng luôn. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều khi mà di chuyển trong đêm ha. Rồi, clip của mình xin kết thúc tại đây ha. Mọi người cần tư vấn gì đó cứ liên hệ vào số điện thoại dưới góc phải màn hình như cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người clip sau nha.